À, hôm nay hướng dẫn em làm cái này vô ok. Hóa 10 năm 2023. Ở trường cũng Phan Ngọc Hiển, nãy mình cũng mới giải đề lý ha, giờ giải luôn đề hóa đấy. Cà Mau, đề lý này cũng khá hay nha. Rồi, đây này nó có hai phần trắc nghiệm và tự luận. Rồi, thầy sẽ hướng dẫn cho em làm đề này nha. Rồi. Khi tăng nồng độ chất tham gia thì tốc độ, câu A là tốc độ phản ứng tăng là đúng. Câu B là có thể tăng hoặc giảm. Là ở đây là sai. Tăng nồng độ là tốc độ phản ứng sẽ tăng. À, không ảnh hưởng tới tốc độ là sai, tốc độ vẫn giảm là sai. Vậy mình chọn câu A. Cái này nó nằm trong cái phần lý thuyết về tốc độ phản ứng các bạn. Hiểu hiểu ha. Rồi, chúng ta sẽ coi phần lý thuyết đó nha. Nồng độ á. Rồi. Đây, cái phần là liên quan tốc độ phản ứng nè. Mấy cái này mới thì thầy sẽ hướng dẫn cho, nó có dính líu một số câu liên quan đến cái chương sau ha. Rồi. Yếu tố ảnh hưởng tốc độ phản ứng nè. Khi tăng nồng độ chất phản ứng thì tốc độ phản ứng là tăng, thấy chưa? Đó. Được chưa? Nếu mình giảm nồng độ thì nó giảm thôi. Rồi. Cho nên đây mình sẽ chọn đáp án là A ha. Rồi, chúng ta đi vào câu 2. Hòa tan 3,2 gram CO bằng dung dịch H2O3 thu được ít mol N2 sản phẩm cử duy nhất. Giá trị ít. Thì mình biết nè, phản hóa học nè. Không, CO cộng H2O3 đó. CONO3 hai lần. Được chưa? Cộng NO2. Đó, cộng nước. Bây giờ nếu cân bằng bằng oxy hóa khử á thì mình hiểu là CO là nó tăng 2. Thì làm cái này nói chung là nó không chưa cân bằng thì làm cho nó nhanh được không? Còn N đây là cộng 5. Này là cộng 4 giảm 1 thì tăng 2 giảm 1 thì mình sẽ nhân bên này cho 2 nè, bên này nhân cho 1 là về đó. Cái này là mấy em thích thì cân bằng. Rồi, cân bằng luôn đi ha. Cho nó quen. Đâu là không. Đây cộng 5. Đúng không? Cộng 2. Ở đây là cộng 4. Thì ở đây là CO. Cho ra CO cộng 2 là cộng 2E. À. Thì đây là 0. À, lấy lớn chụp cái nhỏ. Đúng không? Rồi N. Ở đây là cộng 5. Đây cộng 4 là cộng cho 1E đó. Thì cộng 5 với cộng 4 ha. Đó. Mình sẽ lấy 5 trừ cho 4. Rồi, ở đây mình sẽ nhân cho mấy? Nhân cho 1, đúng không? Còn chỗ này mình sẽ nhân cho 2. Từ đó mình sẽ đưa vô thứ tự ha. Khỏi ghi thứ tự được không? 1 nhân 1 là 1, là 1 nhân này là 1, khỏi ghi. Và 2 nhân bình nhiều nè. Rồi đếm nè. 2N, 2N4N, đây có 1, thêm x là 4 đó. À 4H, đây có x, đặt x là 2x bằng 4, thì x bằng 2. Rồi là xong. Hiểu này ha. Là mình sẽ cân bằng cái phản ứng đó là như vậy.
Rồi được chưa? Người ta có phản hóa học ha, ta có tính cái số mol nó ra. Số mol của CU. Cái khối lượng chim mà lớn 3,2 chia sang 4. Nó bằng là 0,05. Rồi mấy bạn ghi lại cái phản ứng nha. Cái này là chỉ là ngoài nháp thôi. Tức là mấy bạn sẽ ghi cái này vô nè, làm ngoài nháp ghi cái này vô. Đúng không? Rồi mình sẽ kê là 0,05 qua cái thằng NO2 thôi. Nhân 2 chia 1 là 0,1. Rồi vậy là mình số mol NO2 là 0,1, vậy mình chọn đáp án là C. Hiểu ha, 0,1 là C. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu 3. Nó nói nào, biểu đồ nào sau đây không biểu diễn sự phụ thuộc của nồng độ chất tham gia với thời gian? Không phụ thuộc của nồng độ chất tham gia với thời gian. Tức là sao? Nồng độ chất tham gia với biểu đồ nào sau đây không phụ thuộc nha, không biểu diễn sự phụ thuộc của nồng độ chất tham gia với thời gian. Thì nó cho mình là bốn biểu đồ A, B, C và D. Được chưa? Đấy, nó cho mình bốn biểu đồ như vậy. Đấy. Không phụ thuộc vào nồng độ. Như vậy. Không biểu diễn sự phụ thuộc của nồng độ chất tham gia theo thời gian. Rồi. Là sao? Chất tham gia, đúng không? Bài này nó rất là hay nha. Mình hiểu nè. A cộng B đúng không? Cho ra C cộng D. Thì AB là chất tham gia. Còn CD là chất, là sản phẩm. Vậy theo thời gian thì chắc chắn á, mình hiểu ha, là nồng độ chất tham gia phải giảm, đúng không? Còn nồng độ chất sản phẩm tăng. Hiểu ha? Đấy. Đó, mình phải hiểu là như vậy. Như vậy theo thời gian cái A nè, nồng độ nó giảm theo cái trục ở nồng độ nó đứng nè, mình thấy chiếu vô nó giảm theo thời gian. Câu B cũng vậy, theo thời gian nồng độ nó giảm, chiếu vô nó giảm đi xuống mà, chiếu qua đi xuống. Còn này nó tăng là nó sai nè, này nó giảm là nó đúng. Hiểu không? Tức là chúng ta sẽ suy ra đáp án C là sai, vì theo thời gian nồng độ chất tham gia tăng, mâu thuẫn. Nha, tức là trái với giả thuyết, trái với giả thuyết nha. Rồi. À, những cái bài này thì nói chung là nó không có theo, nói chung là nó không có theo một cái quy luật gì hết á. Như giờ mình nhìn vô cái lý thuyết mình, nó đâu có nói gì đâu, đúng không? Đấy, nó đâu có cho cái đồ thị gì. Đúng không? Nhưng mà mình phải hiểu là như vậy đó. Đúng không? Rồi, tức là chúng ta không, nó không có nói gì về liên quan đến cái này, nhưng mà chúng ta phải tự, chúng ta phải 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 hiểu được cái bản chất của phản ứng là như vậy. Tức là A với B nó tạo ra CD, thì cái này nó phải giảm đi, đúng không? Nó tạo ra sản phẩm tăng lên. Cho nên bạn phải chọn đáp án là đồ thị C, tức là đáp án A đó, biểu đồ đó, là chọn câu A. Cái này nó gài bẫy. Được chưa? Rồi. Ta đi vào câu 4. Dựa vào phương trình nhiệt hóa học của phản ứng
Fe cộng nước cho F34H2, đây là phản ứng thu nhiệt. Rồi giá trị delta H của phản ứng này. Cái bài này cũng khá là hay, nó dùng y chang hôm trước vậy đó bạn. Tức là cái phản ứng trên là phản ứng 1 đi, phản ứng dưới là phản ứng 2. Được chưa? À, tức là bạn xét cái này là phản ứng 1 nè. Còn bạn xét cái này là phản ứng 2 nè. Rồi. Thì ta có nè. Đây là phản ứng 2. Thì cái delta H nè của phản ứng 1 nó là bằng cái gì? Mình học rồi. Đây là 1 đó nha. Y chang như trước vậy đó. Cái đề này nói chung là nó khá hay nha. Nói chung là không phải là đơn giản. Đấy. Thì ở đây mình hiểu là lấy cái sản phẩm, cái đơn chất mình bỏ đi nha. Đấy, cái sản phẩm thôi. Fe34. Đúng chưa? Delta F. Fe34. Đó. Trừ cho cái ban đầu là đơn chất bỏ đi, được chưa, là 4 nước, 4 delta F nước, tức là đơn chất là bằng không, mình sẽ bỏ nha, biến thiên enthalpy chuẩn của các cái đơn chất là bằng không, rồi mình sẽ suy ra hai cái này nó bằng delta 1, rồi mình đặt nó là sao, rồi cái biến thiên theo phản ứng 2 nó bằng cái sản phẩm Fe là bỏ 4 nước đúng không, 4 nước. Đó. Mình trừ cái ban đầu là H2 bỏ đi, trừ cho F34 thôi. Rồi, phản ứng này là chúng ta hiểu ha, là hai chúng ta đặt cái dấu trừ ra. Thì nó thành là cái trên nè, ha, đó, nó đảo ngược lại thành trên nó đặt cái dấu trừ. Ra. Thì nó thành cái trên này. Ngay sao? Mình thay vô xong là xong, được chưa? Từ sao và hai sao yêu cầu của nó là tính cái hai đúng không, mình thay vô cái hai là bằng trừ của cái một nè, trừ cái một là trừ cái cụm này nè, cái cụm này chính là bằng độ biến thiên enthalpy của cái phản ứng một đó, tức là bằng trừ của cái cộng này đúng không, trừ của cái cộng là bằng trừ rồi đúng không, trừ 26,32 kJ đó. Tức là C á nha, rồi thì chúng ta chọn đáp án là C, được chưa, đấy hiểu ha, dễ đúng không, rồi chúng ta đi vào câu tiếp theo, cho phản ứng X cộng Y cho ra X Y giống như là A cộng giống như gì này, ứng này ít y cho ra mình học là A cộng, ví dụ bây giờ cái này ứng này mình lấy chất nào mà thông dụng nhất, ví dụ Ca cộng với lưu huỳnh DCS nha, biết tốc độ phản ứng thuận với nồng độ các chất tham gia ứng với mũ là hệ số tỉ lượng của chất đó trong phương trình hóa học, ở nhiệt độ xác định hằng số tốc độ phản ứng là 2,5 nhân 10 mũ trừ 4 lít trên mol trên lít, thì cái phần này là nó liên quan đến lý thuyết này nè, à các bạn sẽ xem nha, này nó liên quan đến tốc độ phản ứng đấy, đây nha, thì ở đây phản ứng A, B, C, D nè, đúng không? Mối quan hệ giữa nồng độ phản ứng, tốc độ tức thời phản ứng hóa học được biểu diễn bằng công thức này. Đó, đây tôi sẽ copy cho mấy em dễ hiểu. Đó, để cho mấy em làm, để mấy em thì qua học kỳ 2 thì sẽ nói rõ hơn cái này ha. Đó, nó có cái lý thuyết nó là như vậy. V là bằng K nhân nồng độ A, nồng độ có chất A đó, hiểu không? Cái phản ứng này nè. Đấy là nồng độ của chất A là mũ A, cái này là mũ A đó, còn nồng độ của chất B là mũ B, K, V là vận tốc tại thời điểm nhất định, K là hằng số tốc độ phản ứng chỉ phụ thuộc vào bản chất của phản ứng và nhiệt độ, Ca, Cb là nồng độ của chất A, chất B tại thời điểm đang xét, được chưa, rồi ở một nhiệt độ xác định hằng số của tốc độ phản ứng nè, nó cho mình nè,
đó chính là gì? K. Được chưa? Đấy. Cái này là mình hiểu ha, tóm tắt cho mấy em hiểu đó. Rồi, K. Được chưa? Nồng độ của chất ban đầu X và Y. Đó, tức là nồng độ chất X ha. Sẽ bằng 0,02 m. Là nồng độ của chất Y. Đó là công thức thôi, rất là đơn giản nhưng mà mình phải làm qua mình mới biết. Đó, nó hỏi tốc độ phản ứng tại thời điểm ban đầu là bao nhiêu? Là V bằng bao nhiêu? Đấy, nha. Thì ở đây tốc độ phản ứng đơn vị là mol lít chia giây. Rồi, mình sẽ dùng công thức đó là V bằng K nhân nồng độ chất X. Mình thấy cái số đứng trước này là số 1 nè. Vậy là mũ 1, khỏi ghi mũ 1 đi. Thay vì ghi mũ 1 để X thôi. Được chưa? Rồi, V á. CX, mũ 1 khỏi ghi. AK. Đúng không? CA đó. CA là mũ A, tức là trước đó nó là mũ 1, số 1 là mũ 1 đó. Rồi, nhân cho CI á. Được không? Đúng ra là CM á. Nhưng mà sẽ ghi chữ C thôi cũng được. Hiểu không? Rồi, tại vì đây nó cũng ghi chữ C thôi nè. Theo công thức. K là 2,5 nhân 10 mũ trừ 4. Rồi, CX là 0,02, CI là 0,04. Bấm máy ra. 2,5 nhân 10 mũ trừ 4. Nhân 0,02. Nhân 0,04. Đây là 2 nhân 10 mũ trừ 7. À, mol chia lít nhân giây. Chúng ta sẽ chọn đáp án là C nha. Rồi. 5C nha. Đó là cái chương sau đấy. Để giới thiệu trước cho biết đó nha. Tức là đề này nó có dính tới cái chương sau. Rồi chúng ta đi vào câu 6. Chất nào sau đây chỉ có tính khử? Tính khử là tăng. Đúng không? S á, mình hiểu ha. Tức là cái số oxy hóa của nó là không. Vậy á là nó, tại vì S đó bạn hiểu không, nó có thể có sự hóa là không, nó vừa có tính khử, vừa có tính khử, tức là nó tăng lên là cộng 2 hoặc là cộng 4 hoặc là cộng 6. Rồi, vừa có tính oxy hóa, tức là nó giảm xuống là trừ 2. Còn Fe là không, là chỉ có tính khử thôi. Fe là không nè. Đó. Chỉ có tính khử à. Khử là tăng lên là cộng 2 và cộng 3. Còn Fe34 là vừa 2 vừa 3, ta gọi là chung là người ta cái tính trung bình của nó đó. Được chưa, là 8 phần 3. Chứ không phải là 8 phần 3 nha, số oxy hóa không có lẻ. Rồi HCl. Đúng không? Là vừa có tính khử vừa có tính oxy hóa. H là cộng 1 nè, trên L là trừ 1 nè. Nha. Tức là vừa có tính khử khi mà mình tạo ra H2. Khử là nó tăng đúng không? Tăng là cho nó tạo ra CL2, những phản ứng này tạo ra CL2 á. Vừa có tính oxy hóa, tức là tạo ra H2. Ví dụ nè. Ví dụ nha. Tạo ra CL2 đúng không? Ví dụ Mg cộng 2HCl đi. MgCl2 cộng 2. À, Mg tạo H2 trước nha. Rồi, ví dụ tạo ra CL2. Đúng không? Ví dụ tạo ra CL2 là KMNO4 đi. À, cộng MNO2 đúng không? NO2. Cộng HCl. MnCl2 cộng CL2 cộng nước á. Đấy. Rồi cân bằng à 4 2. Đó, cho mấy em hiểu luôn á. Còn F2. F2 là không, đúng không? F là chỉ có xuống là trừ 1 đúng không? Đấy. Thì cái chất này á, F2 thì nó có thể là vừa có tính oxy hóa, tức là F là không đúng không? Nó chỉ có tính oxy hóa thôi chứ. Chỉ có tính oxy hóa thôi.
tức là bản thân nó là không. Tức là nó tạo ra là F trừ, đúng không? Tạo ra là F trừ. Ví dụ không? Khỏi ví dụ đi ha. Rồi. Giảm thôi. À, vậy chúng ta chọn đáp án là gì? Câu 6 chọn đó là B. Rồi, chúng ta đi vào câu 7. Bột cho bột Fe vào dung dịch HCl loãng, sau đó đun nóng hỗn hợp này, phát biểu này sau đây là không đúng, tức là phản ứng hóa học nè. Fe cộng HCl đúng không? FeCl2 đấy, cộng cho H2 về lên đúng không? Bài này hay nha. Nói chung là cái đề, cái trường khoa học thủy Cà Mau là cho đề lý hóa điều chất lượng mà. Cho học sinh cái khơi là không làm được. Rồi. Tức là mình hiểu làm sao? Trong cái dung dịch này nó có nước nữa đúng không? Rồi sau đó mình đun nóng. Tức là cái này nè. Mình hiểu ha? Tức là cái dung dịch. Cái dung dịch là sao? Cái dung dịch ha. FeCl2. Hydro nó bay ra mất rồi. Được chưa? À, khi mình đun nóng á, đúng không? Tức là mình đun nóng lên, đúng không? Đun nóng lên thì cái dung dịch FeCl2 nó sẽ là sao? Nó sẽ là nồng độ FeCl2 nó sẽ tăng lên, tức là khi đun nóng thì nước nó bay hơi. Nước nó bay hơi lên, đúng không? Nước nó bay hơi lên, khi mình đun nóng nha thì nước nó bay hơi lên. Thì cái dung dịch FeCl2 thì cái chất tan này nó sẽ tăng cái nồng độ lên. Đúng không? Tại vì cái nồng độ là khi nước càng nhiều thì nồng độ càng giảm á. Tức là dung dịch FeCl2 sẽ tăng nồng độ. Tăng à, tức là nồng độ. À, dung dịch FeCl2 có nồng độ FeCl2 tăng lên. Đúng không? Bởi vì công thức mình biết ha. Khối lượng công thức là C mà cái nồng độ phần trăm đó là khối lượng chất tan nhân trăm chứ khối lượng dung dịch, bởi vì mình sẽ nói là vì khối lượng dung dịch của nó giảm. Đúng không? Khối lượng nước 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 tăng về nước nó giảm, nước nó bay lên thì khối lượng dung dịch nó giảm xuống, mà cái công thức C phần trăm mình biết rồi đúng không? Khối lượng chất tan là FeCl2 là không có thay đổi, hiểu không? Đó, mà nước nó tan nó bay lên thì khối lượng dung dịch nó sẽ giảm lại, mà giảm lại thì cái nồng độ nó sẽ tăng lên, bởi vì theo công thức nó tỷ lệ nghịch với nhau. Mình nhớ công thức năm lớp 9 đúng không? 8 nó gì đó, 8 luôn. Đó, đây khối lượng FeCl2 nè. Chia khối lượng dung dịch FeCl2 nó nhân trăm phần trăm đó. Đó. Nồng độ phần trăm và khối lượng dung dịch là hai lực lượng tỷ lệ nghịch nè. Đó, tức là C phần trăm và khối lượng dung dịch, tức là M dung dịch đó, là tỷ lệ nghịch. Rồi, nói gì cho dễ hiểu ha. Nó nói là nồng độ HCl giảm nhanh hơn. Nồng độ HCl là giảm nhanh hơn. Tức là nồng câu A này nè. Ví dụ bây giờ loãng đúng không? Thì nồng độ HCl vẫn còn trong đó. Đúng không? HCl vẫn còn trong đó. Nhưng mà khi mình đun sôi lên thì nước nó bay ra thì cái nồng độ HCl là tăng lên chứ không có giảm. A là sai nha. Vì nồng độ HCl tăng nhanh hơn. OB. Khí H2 thoát ra nhanh hơn. Ở khi mình đun này H2 nó không thoát ra. B là sai vì khí H2 không thoát ra. Nên nó thoát ra như đó là hết rồi, nó không thoát ra nữa đâu. Trong quá trình phản ứng là nó chỉ thoát ra như đó thôi, chứ không phải thoát ra. Vì khí H2 thôi, nó không có thoát ra. Nên nó thoát ra là xong rồi. Sau đó mới đun nóng mà. Cho vào rồi, sau đó mới đun nóng. Tức là mình hiểu là sao? Khí H2 là thoát ra không có đổi, chứ không có nhanh hơn hay chậm hơn. Thoát ra không đổi thôi. Nha. Yeah. Để chưa? Rồi. Câu C là bột Fe tan nhanh hơn. À, tức là sai luôn. Vì sao bột Fe tan nhanh hơn? Sau đó đun nóng hỗn hợp này cho vào, đúng không? Rồi sau đó đun nóng thì cái Fe này nó cũng tan bình thường, có đun nóng hay không đun nóng mà nó cũng tan bình thường thôi chứ không có nhanh hơn. À, vì bột Fe cũng tan không đổi rồi. Rồi nồng độ muối giảm đi là đúng đó, OD là đúng. Giải thích trên ha.
Rồi, chị chọn câu D. Được chưa? Câu 8 nha. Biết N thuộc nhóm 5A, số siêu hóa dương cao nhất của N trong hợp chất sẽ là số siêu hóa của N, nha. Các số siêu hóa của N, nha. Cụ thể nè. Tức là, mình hiểu nha, N, cái số nhỏ nhất đó N, này nè, tức là trừ 3. Đấy, rồi tiếp theo ha, là 0. Đấy, là N, nha, 0. Đó, nhớ mấy này luôn nha. N2O á là cộng 1. NO á là cộng 2. Được chưa? Rồi HNO2 á. Đó, thường là HNO2 là cộng 3 và HNO3 là cộng 5. NO2 là NO2 chứ. NO2 là cộng 4. Rồi HNO3 hoặc là NaNO3 cũng được, có gốc NO3 là được rồi, cộng 5. Rồi, vậy số siêu hóa dương cao nhất của N là chỉ có cộng 5 thôi. Nên chọn đáp án là A nha. Ở những vụ nữa nó hỏi hấp nhất là mình phải biết là trừ 3 nha. Đó, để mình học là mình phải biết hết, chứ không phải là biết cái này thôi. Được chưa? Rồi, chúng ta đi vào câu 9. Đây nè. Rồi, nung nóng hai ống nghiệm chứa là AH2O3 và B. À, nung nóng nè, tức là cái này để ngoài không khí thì này nó không tác dụng không khí, nhưng mà này có tác dụng không khí. Đúng ra là nó phải nói là nung nóng hai ống nghiệm này nè để ngoài không khí mới được, tại vì nếu mà này không để trong không khí, để chân không thì đâu có oxy đâu, hiểu không? Rồi, ngừng nung nóng thì phản ứng dừng lại, phản ứng một dừng lại còn phản ứng hai tiếp tục xảy ra. Tức là phản ứng một là phản ứng tỏa nhiệt, mình học lý thuyết rồi nhớ không, khi mình đốt rồi mình buông ra nó tỏa nhiệt tự nó cháy luôn. Phần hai nếu như mình nấu được cơm chín thì đâu phải đun hoài mới chín được. A là phần hai là vẫn thu nhiệt. Được chưa? Vậy cái câu chín này chúng ta một là phần một đúng không? Tôi xin lỗi. Phản ứng một dừng lại, còn đúng rồi, phản ứng hai là tỏa nhiệt, phản ứng một mới là thu nhiệt nha. Tại vì phản ứng hai tiếp tục xảy ra là nó cháy hoài đó, đúng không? Tỏa nhiệt, còn phản ứng một là thu nhiệt. Vậy mình hiểu ha, phản ứng một là thu nhiệt, phản ứng hai là tỏa nhiệt, con C luôn. Này khỏi giải thích nhiều. Được chưa? Tại nó cho độ nó khó hơn mấy kia nhiều, thấy chưa bạn? Mấy kia nó cho delta H cái mình nhìn âm dương biết, còn này nó không cho mấy chết đó chứ. Ra được chưa? Đó. Hay không? Bạn thấy đề này hay không? Chừng chắc hấp dẫn á. Rồi câu 10. Nung KNO3 ở 500 độ C sẽ ra phản ứng nào? Một cái mà cho ra nhiều cái. Đúng không? Delta H phản ứng KNO3, mình hiểu rồi. Nè, giống như một mà cho ra nhiều nè, đó đó là cái luật để mình nhớ đó, hiểu không? Vì phản ứng một hồi nãy trên mình biết rồi, đó là phản ứng thu nhiệt, hiểu không? Tức là cái câu 10 đây mình không biết thu nhiệt là thua rồi đó. Được chưa? Đó, phản ứng này chính là phản ứng thu nhiệt. Và delta thu nhiệt thì delta H nó delta nó dương, nó delta H cũng được, nó để đây thiếu chữ H. Delta H mới đúng. Được chưa? Đúng không? Rồi. Ghi nhanh nó khỏi ghi đầy đủ R gì đó cho nó mệt nha bạn, 298 độ gì đó. Rồi vậy đây là con A luôn nha. Đó, nói chung là làm viết mình quen mấy cái này thấy dễ, còn không biết là cũng mệt đấy, đúng không? Rồi tiếp theo. Là như thế nào? Phản ứng tổng hợp ammonia là delta H âm là phản ứng tỏa nhiệt. Năng lượng liên kết của NH là nhiêu đây? Năng lượng liên kết của HH trong H2 là, bây giờ mình biết rồi, delta H của mình là bằng cái gì? Mình học ha. Đó chính là bằng EB của cái chất ban đầu, đúng không? À, trừ cho EB của sản phẩm, đúng không? Ngược lại kia ha. Có số chỉ số thì ghi vô. À, bây giờ mình sẽ rút ra cái EB, mình thay vô đi ha. Mình rút ra nó hỏi mình là năng lượng liên kết của HH đây nè. Này là HH nè, H2 là 2H nè, mình phải chia cho 3 đúng không? Tức là ở đây mình chia cho 3. À, và ở đây EB nè, mình chia cho 3 tức là mình lấy gì? Delta H trừ EB của N2.
Hai bạn thay vô rồi bấm shift cho nó nhanh. Trừ 92 đi ha. Đó. EB của N2 là cái công thức cấu tạo nó y chang gì luôn. Được chưa? Thì nó là 946. Còn 3 EB này giống như mình đặt là 3X luôn đó. Hồi mình bấm shift son là đặt là 3X. Còn NH3 là nó có 3 cái nhóm NH. Và ở đây một cái nhóm NH là 390 mấy này. Phải nhân thêm 3 lên. Được không? Rồi tới đây mấy bạn bấm shift son. EB. H2. Nha. Bấm máy tính. Rồi. Trừ 92. Bằng 946. Cộng 3x. Rồi. Trừ 2 nhân 3 nhân cho 391. Tiếp son. Bằng 436. Rồi. Kilojoule. Trên mol. Nha. Thì bạn chọn đáp án là D. Yeah. Đó. Rồi tiếp theo. Câu số 12. Rồi thực hiện hai thí nghiệm theo hình sau. À, tức là thí nghiệm 1. Mình sẽ nhỏ 10 ml H2O4 nồng độ 0,1 m vào 10 ml cái dung dịch này là 2S2O3 0,5 m. Còn cái thí nghiệm 2 là 10 ml này vào 10 ml nồng độ, còn thấy bên bên trái nè, bên ở trên nè, thấy không, 10 ml giống nhau nè, nồng độ giống nhau, như vậy cái dung dịch H24 này giống nhau đó. Nhưng mà cái dưới khác nhau nè, ở đây 10 ml mà nồng độ 0,05, còn đây 10 ml nhưng mà nồng độ 0,1, nó lớn 0,5, tức là bên đây nó nồng độ nó cao hơn, tức là cái chất này nó nhiều hơn, chất tan này nè Na2S2O3 nhiều hơn. Nhiều hơn thì phản ứng nó sẽ xảy ra nhanh hơn. Hiểu không? Tức là nãy mình học đó, khi nồng độ nó tăng lên thì phản ứng sẽ tốc độ phản ứng sẽ nhanh hơn. Đó, tức là bây giờ cái câu A nè, cả hai thí nghiệm không xuất hiện kết tủa. Bài này xuất hiện kết tủa nha. Đấy, kết tủa là lưu huỳnh. Nhưng mà ở đây mình không cần phải quan tâm tới cái đó luôn, mình chỉ biết cái đúng thôi nè. Thí nghiệm 2 xuất hiện kết tủa trước, sai nha. Cái thí nghiệm 2 này nè là xuất hiện đúng rồi. Vậy cái này nó nói gì ta? Thí nghiệm 2 xuất hiện cái nồng độ này cao hơn này đúng không? Rồi, đúng rồi, câu 2 là đúng. Nha, cả hai thí nghiệm là không xuất hiện kết tủa là sai, nhưng mà cái thí nghiệm 2 là xuất hiện kết tủa đúng, đúng rồi đó, cái câu B là đúng đó. Tại vì sao? Cái nồng độ này nó cao hơn. Thí nghiệm 1 xuất hiện kết tủa trước là sai. Thí nghiệm 1 và thí nghiệm 2 có xuất hiện kết tủa cùng lúc là cũng sai luôn. Được chưa? Đấy. Đó, cho nên ở đây tức là cái này tạo ra sản phẩm là Na2S4 á, cộng lưu huỳnh á, S là cộng H2O. Nhưng mà thầy khỏi cân bằng cái đó nha, đó cân bằng lâu lắm bạn ơi, giờ mình không cần biết đó đâu, mình chỉ cần biết nè là bây giờ là tức là vì sao, tức là tôi thấy là thí nghiệm 2 ha, nồng độ Na2S2O3 lớn hơn thí nghiệm 1 nên tốc độ phản ứng xảy ra nhanh hơn. À, vậy chúng ta sẽ chọn là câu B nha. B nha. Rồi. Cụ thể là nó sẽ ra như thế này đây. À, phản ứng vào. Đấy. Bạn sẽ lấy là H2SO4 cộng Na2S2O3. Đấy. Kết tủa này là cái tủa vàng đó bạn, Na2SO4 cộng S. Kết tủa này là cái tủa vàng lưu huỳnh đó, hiểu không, sulfur là cái tủa vàng đấy, cộng cho nước. Rồi các bạn cân bằng luôn đi ha, là 24 bằng nè H2O đúng không, nhìn nè Na2SO4 H2O, ở đây là 3 đúng không? Mình sẽ để đây là 3. Na2SO4 rồi. Đây nha, Na2 nè, SO4 rồi H2O. 2O, ở đây có 3O đúng không? Mình nhân 2 này lên. Chung là cân bằng phải oxy hóa khử mới được. Hiểu không? Cân bằng oxy hóa khử. Còn cái này là mình làm vậy thôi, khỏi cân bằng đi ha. Rồi mấy bạn tự cân bằng đi cho nó nha.
Được chưa? Rồi. Vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là B. Đúng không? Rồi không, cân bằng luôn đi. Được chưa? Ở đây nè. Bây giờ để cho nhanh cái bài này đúng không? Được chỉ bằng cái cách nhanh nhất nè. Các bạn không cần cân bằng oxy quá khứ luôn. Na bằng là đúng không? À, mình sẽ đặt đây là chữ chữ x nè. Nha, đặt đây là chữ y nè. Đây là chữ z nè. Mình giải cái hệ đó ra là xong. Được chưa? Để mình sẽ bảo toàn cái gì? Bảo toàn Na rồi đúng không? Mình sẽ bảo toàn S. Nha. Bảo toàn S. Thôi cân bằng oxy quá khứ luôn đi. Cho nó hợp lý nha. Rồi. Được chưa? Rồi. Đây nè. Khoan, à, để tôi lấy cái phản ứng này. Bạn chờ một tí nha. Lấy luôn hệ số cho nó nhanh nha bạn. Chứ giờ cân bằng cái này hết giờ luôn làm trễ lắm. Không có được thời gian đâu mà làm nhiều nha. Rồi. Được chưa? Đấy. Rồi, các bạn hiểu không? Na2 nè. Bây giờ mình hiểu cái số siêu hóa đó nè. Ở đây S đúng không? Đây là trừ 2 đúng không? Trừ 2. Ở đây là trừ 2 nha. À, ở đây là cộng 1. Vậy đây là cộng mấy biết không? Trừ 2. Cộng 1. Trừ 2 này là cộng 1. Thì đây mình đặt là 2x. Cái này hơi khá lâu á. S ở đây là nó không thay đổi. Ơ, sao nó còn một cái giảm cái tăng chứ. À, cái tăng nữa. À rồi rồi rồi. Cái này thiếu cho bạn. Thêm SO2 nữa nha. À, thì chỉ cho. Cái tăng cái giảm mới được. À, là chỉ cho cân bằng phản ứng này luôn nha. Ở đây là không thay đổi đóng vai trò môi trường nè. Các bạn nhìn cho kỹ nè. Ở đây nè ha. Chỉ cho đây là cộng 1 đúng không? Ở đây là mình đặt là x đi ha. Đây là trừ 2. Nếu vụ phản ứng này xảy ra mình biết sao không? Đấy mình sẽ cân bằng nè. 2. Tức là đây là 2 x 1 là 2 nè. Cộng cho 2x nè. Trừ 6 bằng 0. Vậy đây bạn giải ra là 2x nó sẽ bằng là 4. X nó bằng là nhiêu? X nó bằng là 2. Đó, tức là ở đây là cộng 2 nha. Rồi. Một cái tăng một cái giảm. Không có tăng có giảm là thua đấy. Là làm sao mình biết được thì nhìn dưới quen à. Tức là ở đây có cái giảm rồi nè. Còn S4 cộng 6 vẫn không thay đổi. Nó đóng vai trò môi trường nha, là thì nhìn thấy biết liền à, chứ mình giới với mình quen là nó giảm đúng không, thì phải có một cái tăng, thì sản phẩm khử của nó là tăng của nó là cộng SO2 đó. Chứ còn nếu mà lên, tại vì S nó không có gì, nó chỉ có 0 cộng 2 cộng 4 cộng 6 thôi, mà nếu cộng 6 thì nó trùng với cái này nó cũng không được nha, nó là đóng vai trò môi trường, cho nên phản ứng này là nội siêu quá khử đó bạn. Rồi mình sẽ mò dứt của mình cũng ra thôi. Được chưa? Rồi ở đây thì mấy bạn sẽ S nè là đây 2 đúng không? 2 bằng đáy 2 trước đây nè nha. Rồi qua đây đó là S là 0, mình cũng để đó luôn. Đó. Đây là cộng 2, còn ở đây là ra là 0. Rồi vậy bạn thấy nào bự hơn? 4 nè, đây là 0, 2 nhân 2 là 4, 4 trừ 0 là 4e. Đó. Rồi. Bạn thấy đây là S. Không không, bảy 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 không được luôn. Cái này 2S đúng không? Nó phân qua đây là 1. Nó phân đây là 1. Hình dung được không? Đó, tức là mỗi cái nó phân ra là 1. Như vậy ở đây mình phải lấy một cái thôi, nha, chứ không có lấy số 2 được. Nha, này để lại nè. Bài này khó mà. Rồi đây là mình lấy 2 trừ 0 là 2 đúng không? Đó, 2 trừ 0 nó là 2. Còn bên này mình sẽ lấy gì? S ở đây là cộng 2 và ở đây là cộng 4. Thì ở đây là 4. 4 trừ 2 là cộng 2e. À, bài này nó cân bằng nó lạ thôi chứ không có gì ha. Nhưng mà nó cũng không có đến nỗi. Nó lạ đó. Tức là mấy bạn hiểu không? Hai cái S này nó chia qua đây một cái. Còn bạn để số 2 là sai đó. Rồi. Thì cân bằng luôn nha.
À, nó cho câu này khó nha bạn. Phản ứng này là không có trong sách giáo khoa luôn các bạn. Là không tồn tại trong sách giáo khoa nha. Rồi. Ở đây là nhân 2, đây cũng nhân 2, hiểu không? Thì nhân 1 với 1 à ha. Rồi. Đó, hiểu không? Rồi. À, gì ở đây mình sẽ đầu tiên là mình lấy một này, nhân này đúng không, một nhân s0 nè là một, là một nhân s s cái này là cộng 4 chứ nè, một s cộng 4 là một, hai này đóng băng rồi đó. Rồi sau đó mình lấy một nhân này, một nhân này cộng lại là hai, vậy đây là hai bằng luôn rồi nha, tức là thằng này ba, thằng này là đóng băng rồi đúng chưa. Đấy, giờ bây giờ tới Na cân bằng kim loại này, hai Na hay Na bằng luôn. Đấy, nó 4 bằng luôn. Hai ô hoặc ba này vậy là xong các bạn. Khỏi cần để nữa ha. Nhưng mà nó không phải dễ đúng không? Đấy. Rồi các bạn hình dung được chưa? Tức là nó phức tạp đấy. Nó đòi hỏi mình phải biết cân bằng phản ứng nữa. Mà phải hiểu phản ứng nó xảy ra như thế nào nữa. Mà cái chất đó là đâu có đơn giản đâu đúng không? Nó không có trong sách của mình đâu. Nha. Là ở đây là nó học cái chương trình này. Có lẽ là chương trình chuyên đó. Đúng rồi, chương trình chuyên. Chính xác, bạn thấy nãy nó để chữ chữ 10 chuyên không, là 10 chuyên hóa nha, đề gốc của nó là 10 chuyên đó. Nè, để cho bạn coi đề gốc luôn nè. Đây à, cái này lý chứ. Đây 10 chuyên nè, nó cũng có đáp án đó bạn, mà trắc nghiệm thì nó là ABC thôi. Đấy. 10 chuyên đó, tức là 10 chuyên hóa đó, hiểu chưa? Tức là đề nó khó đó, không phải dễ. À, tức là mình đang làm đến lớp 10 chuyên chứ còn 10 thường thì không phải nha. Đấy, rồi hình dung được không? Đấy, để phân biệt cho được, à, biết cách làm. Nha. Nói chung là nó cho khó, là chương trình chuyên, nó học ngoài. Có những cái là không có trong chương trình đấy, những phản ứng đó. Rồi câu 13 đúng không? Rồi cho zin lại ZN phản ứng HCl để điều chế hydrogen H2 để thí nghiệm thành công và rút ngắn thời gian tiến hành, có thể dùng một số biện pháp như sau: đun nóng bình. À, tức là sao, tại sao mà đun nóng bình là đúng hay sai? Một là đúng đó, vì sao đúng? Vì khi nè, vì đun nóng bình đúng không, đun nóng bình thì nước bay hơi, bay hơi đúng không, nên nồng độ HCl nó sẽ tăng đúng không. HCl là không có bay nhưng mà nồng độ HCl tăng, cho nên dẫn đến đó là phản ứng nhanh hơn nè. Thì nồng độ tăng kẽm là không có tăng được rồi, nó không bay ra được, HCl không bay ra được, nhưng mà nước nó bay ra thì cái nồng độ HCl còn lại nó sắc hơn, nó đậm đặc hơn, thì nó phản ứng sẽ xảy ra nhanh hơn. Bởi vì sao? Bởi vì nồng độ tỷ lệ thuận với tốc độ phản ứng ha, cái đó biết rồi, phải nói đi, tức là một là đúng đó, hiểu không. Rồi, câu 2, dùng ZN ở dạng hạt có kích thước, dùng ZN ở dạng hạt có kích thước lớn, tức là sao? Dùng dạng hạt đúng không, cho kẽm này bất dụng, dùng ở dạng hạt có kích thước lớn. Rồi, dạng hạt có kích thước lớn à. Này đúng không? Cùng. Một. Không, cái này sai nha. Tại vì sao? Cái dạng hạt mà kích thước lớn á, là nó sẽ phản ứng nó sẽ chậm hơn, bởi vì cái tiếp xúc với ZN nó ít hơn. Thì câu 2 này là sai nha. Vì sao? Tức là mình dùng cái diện tích bề mặt tiếp xúc á, nó càng lớn thì nó phản ứng nó xảy ra càng nhanh. Nha, nó có phụ thuộc vào diện tích bề mặt tiếp xúc. Đây nè. Đây. Khi tăng diện tích bề mặt tiếp xúc, các chất phản ứng thì tốc độ phản ứng tăng. Mình hiểu không? Tức là càng lớn, bạn đừng có nghĩ là cái viên lớn vậy là tiếp xúc được nhiều, mình phải chia ra nhiều cái nhỏ mịn nhau đúng không, tức là ví dụ bạn hiểu không, giống như bạn lấy cục đường mà bạn để cục
ba lớn thì bạn quậy vô nước lâu hơn, lâu tan hơn đúng không? Còn hai là bạn để mấy cái đường cát nhuyễn bạn để vô nước nó sẽ mau tan hơn dạng bột, mau tan hơn dạng bột đúng không? Tức là nó tiếp xúc nhiều hơn, giống như cây củi bự mình đốt rất là lâu để nó cháy đúng không, nhưng mà tách thành những cây củi nhỏ 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 xíu mình đốt rất là nhanh cháy đó. Tức là cái câu này nè, cái câu hai này là sai nha, tức là nó nói là dùng pháp là tăng tốc độ hưởng, câu hai này là sai vì diện tích diện tích bề mặt tiếp xúc giảm nên phản ứng không này, chậm hơn đó, giảm dẫn đến phản ứng chậm hơn. Rồi cái ba là như thế nào, dùng HCl đặc đúng không? Đúng rồi, bởi vì sao HCl đặc thì cái nồng độ nó nhiều hơn HCl lỏng. Câu C là đúng vì HCl đặc thì cái nồng độ lớn hơn HCl bình thường ha, hay là nó không nói là HCl gì thì đặc thì chắc chắn là nó sẽ lớn ha. HCl này không nói gì đúng không, thì mình hiểu ha, cho nên là cái nồng độ lớn hơn với gì được rồi ha, là phản ứng nhanh hơn để mình học rồi đó ha. Rồi cái bốn là dùng zin ở dạng bột, đúng đó ha, đúng vì sao vì ở đây mình hiểu rồi, dạng bột đó thì cái diện tích bề mặt tiếp xúc tăng cho nên dẫn đến phản ứng nhanh hơn. À, cái năm là dùng HCl loãng, rồi loãng HCl này là bình thường nha, loãng là nó giảm lại đó bạn, là sai nha. Vì sao? Vì HCl nồng độ ha, vì nồng độ, vì HCl có nồng độ nhỏ hơn cho nên giờ phản ứng chậm hơn. Rồi vậy mình sẽ chọn những cái nào là đúng, 1, 3, 4, C. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ đi vào câu 14. Phản ứng nào sau đây không đúng? Không đúng là sao? Tức là nó sẽ có ba cái đúng, một cái không đúng. Phản ứng oxy hóa chất béo cung cấp nhiệt cho cơ thể. Oxy hóa chất béo là cung cấp nhiệt cho cơ thể là đúng. Bởi vì sao? Oxy cộng với chất béo, hai chất nó cộng lại với nhau, nó tạo ra một chất. Tức là mình hiểu là câu A là đúng. Vì nó có cái dạng này, chất béo đúng không? Chất béo, mình không biết chất béo là gì đúng không? Thật ra tôi biết chất béo đó, nhưng mà thôi tôi cũng nói đâu. Béo này lớp 12 nha, nó công thức phức tạp lắm. Đó. Hiểu không? Chất béo là một hợp chất hữu cơ các phân tử có dạng là C3H5. À, tức là RCO 3 lần C3H5, hiểu ha? Thì cái đó thôi đi, mình cũng không cần phải quan tâm, nhưng mà mình biết cái điều này nè, chất béo nè cộng với oxy rồi được chưa, nó tạo ra cái oxy hóa chất béo, tức là tạo ra cái hợp chất thôi ha, mới thì hai cái cộng lại cho ra cái đúng không, thì đây là phản ứng gì, phản ứng hai tạo ra một thì nó sẽ là phản ứng tỏa nhiệt đúng không, đấy phản ứng tỏa nhiệt cho nên nó cung cấp nhiệt cho cơ thể. À, là đúng, chị thích luôn á nha. Rồi câu B là phản ứng càng tỏa ra nhiều nhiệt thì càng dễ tự xảy ra, đúng rồi, phản ứng tỏa nhiệt dễ 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 xảy ra hơn là phản ứng thu nhiệt đúng không, câu B này là đúng vì phản ứng tỏa nhiệt dễ xảy ra hơn là thu nhiệt. C à, C nha, câu C là như nào, các phản ứng phân hủy thường là phản ứng thu nhiệt, cái câu này là đúng luôn vì sao nè, A nè cho ra B cộng C đi ha, vân vân đó, phản ứng này là phản ứng thu nhiệt đúng không, phản ứng này là vẫn thuộc loại thu nhiệt, cái kia tỏ thì nó gom lại còn thu thì nó ngược lại. Rồi câu D chắc chắn câu này sai, các phản ứng đun nóng đều dễ xảy ra hơn, chưa chắc đúng không, vì phản ứng tỏa nhiệt mới dễ xảy ra, còn phản ứng đun nóng, còn phản ứng thu nhiệt thì khó xảy ra. À, rồi chúng ta chọn đáp án D. Nè, nghe như mình đun nóng này đúng không, nó xảy ra
hàng này là thu nhiệt, nhưng mà đôi khi hàng này cũng phải đun nóng nó mới xảy ra, ví dụ gì nó xảy ra nhưng mà mình đun nóng một cái là xong, còn hàng kia đun nóng hoài, hiểu không? Đó, chọn nó D, được chưa? Rồi, đề khủng khiếp ta. Đề chuyên nó có khác nha bạn. Đề chuyên cho đúng là phức tạp thiệt luôn. Rồi, chúng ta đi vào câu 15. Được chưa? Rồi, nó hỏi là số phát biểu sau đây là đúng. Đấy. Thì mình xét từ phát biểu nè. Được chưa? Số đúng là mình sẽ lựa những câu đúng rồi. Còn có sai là mình lọc ra nha, mình đếm. Được chưa? Rồi, nó kêu là sụp khí CO2 vào bình lượng dung dịch NaHCO3. Nếu thêm K2SO3 vào dung dịch thì tốc độ hấp thụ CO2 sẽ tăng lên. Nếu bài này hơi căng đấy các bạn, giải thích là mấy bạn sẽ rất là khó hiểu chứ không phải là dễ hiểu bài này đâu nha. Bài này nhìn chung là mấy bạn thấy là nó khó đấy chứ không phải là dễ đâu. Rồi thầy sẽ nói cho em hiểu cái này nha. Sụp cái CO2 vào dung dịch này đúng không? Nếu thêm K2SO3 vào dung dịch thì tốc độ hấp thụ CO2 sẽ tăng lên. Nếu thêm K2SO3 vào thì tốc độ hấp thụ CO2 sẽ tăng lên là đúng hay là sai? Bây giờ nè, cái CO2 là mình sụp vào dung dịch nha, là có CO2 đúng không? Sụp vào dung dịch tức là nó chỉ tác dụng với thằng này là nó tạo ra H2SO3. Nha, mình hiểu nha, tức là nó gồm là H cộng á, 2H cộng á, cộng với CO3 hay trừ, đúng không? Đấy. Tức là khi mình sụp CO2 vào thì, đúng không? Tức là khi sụp CO2 vào, dẫn đến là khi sụp ha, CO2 vào, dung dịch, nên là 2CO3. Đúng không? Thì mình thấy nè, CO2 nó không có tác dụng như này đâu, hiểu không? Đấy, thật ra đó là CO2 sẽ đổi lại, bài 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 nhầm rồi, nói lại nè à. CO2 tác dụng với thằng này nhưng mà thực chất là cái phản ứng nó là gì hóa học nha. CO2 cộng với Na2CO3 đấy, thì mấy bạn sẽ cho ra NaHCO3. Nhưng mà trong dung dịch này nó có nước không? Có, đồng ý không? Đó, tức là phải gặp nước trước. Đó. Giống như làm tan kết tủa, bạn hiểu không? Đó, tạo ra NaHCO3. Đấy. Nếu bạn thêm K2SO3 này vào dung dịch thì tốc độ hấp thụ CO2 sẽ tăng lên, chính xác. Bởi vì khi bạn thêm thằng này vô nữa, đó, thì CO2 nó sẽ cộng với H2O, cộng với K 2CO3, nó cũng như thế luôn, nó sẽ hấp thụ CO2 tiếp nha. Rồi đó, hiểu không? Na2K đọc K2CO3 đấy, hiểu không? Tức là dẫn đến đáp án A là đúng đấy. Tức là CO2 tác dụng với nước, tác dụng với Na2CO3, nó tạo ra này. Nhưng mà nếu như hàng này nó hết rồi đúng không, mà nếu mà không cung cấp này vô thì nó đâu, CO2 nó đâu phản ứng nữa, hiểu không? Đấy là CO2 nó không phản ứng. Và mấy bạn hình dung được không? Đấy. Tức là nó sẽ không phản ứng như này nha, không phản ứng này sinh ra, nó chỉ phản ứng như cái này thôi, nhưng mà do thằng này nè nó thả vô thêm. Cho nên CO2 nó vẫn tác dụng thêm được nữa là do thằng này nó sinh ra. À, nhà này nó bỏ vô, không có thằng này thì nó không có tan được nữa. Cho nên cái tốc độ phản ứng hấp thụ CO2 nó tăng lên là đúng. Rồi, vậy hiểu chưa? Không có đơn giản nha, khó đó bạn. Tức là một đúng. Rồi, hãy nhớ cái nào khó thì mình phải từ từ mình hấp thụ thôi nha. Nói chung là gì, cái đề này sao dài với ta, nhìn thấy ngán rồi đó bạn. Kệ đi. Rồi, câu số 2, chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng nhưng vẫn được bảo toàn về lượng và chất. Đúng rồi, phản ứng câu 2 là đúng, là theo lý thuyết nè. Chất xúc tác là không ảnh hưởng đến trong tốc độ thôi, chứ nó không có tham gia cho phản ứng nha. Chất xúc tác nè là chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng nhưng vẫn được bảo toàn về chất và lượng khi kết thúc phản ứng. Đấy, nó chỉ là đóng ở trường là trung gian thôi, nó không có liên quan gì chứ.
Có nó thì xảy ra, còn không có là không xảy ra, nhưng mà nó không phải là cái chất mà để phản ứng nha. Thì cái câu 2 này là theo, câu 2 là đúng nha. Đó là theo gì? Theo sách giáo khoa. Rồi, câu số 3. Là cho phản ứng đơn giản xảy ra trong bình kính như thế này. Đấy. Ở nhiệt độ không đổi, nồng độ của NO tăng 3 lần và nồng độ oxy không đổi thì tốc độ phản ứng tăng lên 6 lần, đúng hay sai? Là mình dùng công thức tốc độ phản ứng nãy đó, để có kia thầy sẽ làm cho nó nhanh nha. Tức là cái số 3 này nè, cái tốc độ phản ứng ban đầu, đúng không? Tức là mình hiểu là cái K ban đầu đi ha. K1, đúng không? Nó sẽ là cái tốc độ là V1 là bằng K. K là cái hằng số là không thay đổi nha. Tức là nồng độ của NO là mũ 2, được không? Nồng độ NO là mũ 2, là mũ 2 nó ghi gì nè? NO mũ 2, nhưng mà ghi chuẩn nó phải ghi gì nè bạn? Đó, còn nồng độ của O2 là trước nó là số 1 á, là mũ 1 thôi. Đó, rồi, đó là ban đầu. Còn cái lúc sau nè, hiểu không? Cái lúc sau đó thì ở nhiệt độ cũng không đổi luôn, nhưng là cái hằng số K này không thay đổi nha. Khi nồng độ NO tăng lên 3 lần, tức là mình hiểu không? 3 CO ban đầu. Tức là 3 NO này, nó bình thường. Còn nồng độ oxy không đổi vẫn giữ nguyên O2. Vậy 3 bình là 9 đó bạn. 9K nhân nồng độ đem cái 3 bình 9, còn CO bình để lại ha. Còn CO để lại thì bằng là 9 của gì? V2 nó bằng 9 là V1. Vậy tăng lên như 9 lần. Đúng không? Vậy nó kêu tăng có 6 lần thôi. Vậy cái câu 3 này là sai nha. Đấy. Hình dung được không? Đó là có ghi lại cho nhanh nha. Rồi, điều kiện chuẩn của một phản ứng có áp suất là 1,3 đối với chất khí, nồng độ mol trên lít đối với chất tan dịch, và thường chọn nhiệt độ là 25 độ C hoặc là 29, 298 độ K là đúng á. Câu 4 này là đúng luôn. Sách giáo khoa. Chưa? Phản ứng nhiệt phân cao nội phản ứng thu nhiệt, đúng không? Đúng luôn. Vì sao? Phản ứng hóa học nè. Mình học rồi, lớp 9 là phản ứng điều chế oxy lần trong phòng thí nghiệm đó, hiểu không? Đó là một và nó cho ra nhiều thì là phản ứng gì? Thu nhiệt, đúng không? Đó, KCl cộng O2, phản ứng này năm lớp 9 mình học rồi nha, là phản ứng thu nhiệt. Mình cân bằng thì đây là 2, đây là 3, đây là 2, đó tức là phản ứng thu nhiệt ha. Đó, phản ứng thu nhiệt vì sao mình biết hai cái luật nó nè, một cho ra A, B cộng C đó, đúng không? Rồi vậy mình suy ra số 4 này là số 5 này là đúng. Chỉ có bao nhiêu cái đúng đây? 1 đúng, 2 đúng, 4 đúng, 5 đúng là đáp án D nha. 4 cái đúng. Cái này là chuyên hóa trời. Hôm nay tôi lấy là tôi không không đọc tới luôn á. Tôi không biết nó là chuyên luôn. Chuyên là khó mà, hiểu không? Lớp chuyên mà. Lớp chuyên là lớp giỏi nhất rồi. Đúng hả? Rồi. Tiếp theo. Làm 3 thí nghiệm tương tự như sau. Thí nghiệm 1 cho 0,05 mol kim loại Mg vào bình lượng 100 ml dung dịch CO4. Tiếp theo là 0,02 mol này vào này, 0,05 mol này vào này. Nhiệt độ tăng lên cao nhất ở mỗi bình lần lượt là sắp xếp nào sau đây là đúng? Nhiệt độ tăng lên cao nhất ở mỗi bình. Tức là sao? Tức là mình hiểu nè. Đây là những cái phản ứng như thế nào? Hang này tác dụng này đúng không? Mình thấy số mol nó đều Fe, magie, thằng này sắt, thằng này kẽm, đúng không? Đó, cùng số mol và phản ứng nó là đều hóa trị 2 hết. Fe trong hợp này cũng tác dụng hóa trị 2 luôn, cũng cùng số mol luôn. Nhưng mà nhiệt độ tăng lên cao nhất ở mỗi bình, đúng không? Là cái nào tăng lên cao nhất? Đó, có nhiều bạn bây giờ cũng sao biết làm cái bài này đây. Được chưa? Đó. Cái bài này làm sao mà biết làm? Có nhiều bạn hỏi vậy đó. Thì nhiệt độ tăng lên cao nhất ở mỗi bình lần lượt là như thế. Vậy đây là sao mình biết được nhiệt độ nào lớn nhất? Đúng không? Đó. Sao mình biết được? Thằng nào là nhiệt độ lớn nhất?
Làm ba thí nghiệm sắp xếp nào sau đây là đúng? Nhiệt sắp xếp là sau đây đúng: nhiệt độ tăng lên cao nhất ở mỗi bình. Bài này cũng khá là hay nha. Rồi. Cái này nó không cho thông tin gì thêm ha. Rồi. Fe. Rồi. Tiếp N. Rồi, MG. Cùng là số mol. Nhiệt độ tăng lên cao nhất. Rồi, nhiệt độ tăng lên cao nhất của tăng lên cao nhất ở mỗi bình lần lượt là sắp xếp nào sau đây là đúng? Rồi, hiểu rồi. Bài này nó khó đấy, chứ không phải là dễ đâu. Bài này mấy bạn hiểu là sao? Để cái nhiệt độ nó tăng lên cao nhất thì mấy bạn phải biết là nó đều tiếp xúc với nhau đúng không? Thì cái bán kính cái nguyên tử nào đó, tức là đều là cái này là đều là cùng số mol nha. Thì những cái kim loại này nó cùng là số mol thì mình hiểu giống như là nó cùng số mol là cùng cái lượng như nhau, nhưng mà quan trọng là những cái bán kính của nó, thì cái hằng nào mà bán kính nó càng bự lên thì cái diện tích tiếp xúc nó càng lớn, mà diện tích tiếp xúc càng lớn thì nó sẽ càng phản ứng, nó sẽ càng tỏa ra nhiệt nhiều hơn. Các bạn hình dung được không? Đấy, tức là ở đây chúng ta phải dùng cái bán kính nguyên tử đó. Đấy, chúng ta mới làm được bài này, hiểu ha? Thì cái bán kính nguyên tử là MG này nó ở nhóm mấy, Fe này nhóm mấy và ZN này là nhóm mấy đó. Chúng ta không hiểu cái này là thua rồi, hiểu không? Đây là nhóm 2A, còn Fe với thằng này nó là không thuộc vô cái nhóm, em hiểu không? Không thuộc vô nhóm A mà nó thuộc như nhóm B, em hiểu không? Không thuộc như nhóm A, thuộc nhóm B, nhưng mà thằng này nhóm A là đại ca rồi, bự nhất là từ 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 gì từ 1A đến dài dài đó, thì bán kính nó sẽ giảm được chưa. Nhưng mà cái Fe này nè với cái ZN này nè thì mấy bạn phải nhớ bản tuần hoàn thì bạn mới làm được, còn không nhớ là thua. Nói chung là trường chuyên là nó sẽ làm những cái câu là rất là thú vị. Câu này là nó cũng là không có trong sách đâu mấy bạn ơi, không có trong tài liệu đâu, là đòi hỏi kỹ năng mấy bạn tự bạn tư duy ra được. Nè Fe nè, thấy chưa? ZN nè, ZN đâu? Đấy. Bạn coi ZN nha, đây nè, đấy. Hiểu chưa? Đó, MN nè, đúng không? Đấy. MN là đây là cái 2A là MG đây. Đó. ZN và FE. Thì trong cùng một cái chu kỳ nè, đúng không? Đó. Được chưa? Thì theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân á, thì từ đây tới đây là bán kính nó sẽ là tăng, đúng không? Tức là cái hàng này là chùm bự nhất ha. Rồi tiếp theo là tới Fe, tiếp theo là tới kẽm, đúng không? Đó, tức là nó càng đi về sau này thì nó càng nhỏ lại, đúng không? Mình hình dung được không? Càng đi về sau thì nó sẽ càng nhỏ lại. Đấy, tức là cái diện tích tiếp xúc của cái viên kẽm này nè, cái bán kính con này nè, nó sẽ nhỏ hơn cái bán kính của sắt, được chưa? Thế nè, cái bán kính của Fe này tại vì theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân, đúng không? Thì cái theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân thì bán kính của nguyên tử nha, trong một chu kỳ đó, theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân thì bán kính của nguyên tử sẽ là giảm, tức là cái bán kính của Fe nó sẽ lớn hơn bán kính của ZN, đúng không?
nhưng mà nó nhỏ hơn bán kính của MG. Bạn hình dung được không? Đấy, ta có này nha, là cái bán kính đó là R của MG nó lớn hơn bán kính của FE. Đó, nó lớn hơn cái bán kính của gì? Của ZN. Đúng chưa? Tại vì cùng một cái lượng như nhau, bạn hiểu ha? Thì bạn cùng một lượng như nhau, tức là chúng ta xét là cùng một cái số 0,05 mol hết. Đó, và nó phản ứng nó xảy ra thì cái tỷ lệ nó cũng như nhau luôn, quá trị hai hết. Các bạn hình dung được không? Đó, thì cái bán kính nè, thằng nào càng lớn hơn, được chưa? Cái thằng mà càng lớn á, cái thằng mà càng lớn, hồi nãy mình học rồi, càng nhỏ đó, hiểu không? Cái càng nhỏ thì nó tiếp xúc càng nhiều, còn càng lớn á, thì nó sẽ tiếp xúc càng ít lại. Giống như hạt đường với cái hạt hạt kia vậy đó, được không? Cùng một cái khối lượng như nhau, nhưng mà mình hiểu đây là hiểu gì cũng sai luôn. Vì sao sai? Bởi vì cái mol đó, mình hiểu không? Cái mol, một mol là bao nhiêu? 6,023 nhân 10 mũ 23 nguyên tử. Như vậy cái số lượng nguyên tử của nó là bằng nhau, nhưng do cái bán kính của hạt nào bự hơn thì hạt đó sẽ va chạm nhiều hơn. Mình hiểu hiểu, hiểu chưa? Tức là khi ra suy ra là ha. À, tức là cái này và cùng số mol. Mình hình dung được nha. Tức là những cái bán kính này là so sánh được nhưng mà cùng số mol. Số mol tức là có là một mol là 6,023 nguyên tử đó, thì 0,05 mol thì mình đổi ra bao nhiêu nguyên tử thì cái số lượng nguyên tử nó giống nhau hết. Mình hình dung được không? Nhưng cái bán kính của nó là khác nhau. Hiểu không? Đó, tức là cái bán kính của từng thằng là khác nhau. Được chưa? Nhưng mà bán kính mình học rồi. Cái bán kính trong trường hợp này cái phân tử là nó bự, nó giống nhau hết, nhưng cái bán kính này nó bự hơn. Cái bán kính bự hơn thì nó sẽ tiếp xúc nhiều hơn. Cùng một số lượng nha mới được nha. Các bạn hình dung nha. Cùng một số lượng mol là ứng với cái quang nguyên tử đó thì bán kính lớn hơn thì nó sẽ tiếp xúc lớn hơn, tức là khi cái diện tích tiếp xúc ha, diện tích tiếp xúc của MG lớn hơn diện tích tiếp xúc của hàng FE, nó lớn hơn diện tích tiếp xúc của hàng ZN, được chưa? Mà diện tích xúc càng lớn thì tốc độ phản ứng xảy ra càng nhanh, tức là cái tốc độ của MG lớn hơn, đúng không? Tốc độ của FE sẽ nhanh hơn cái tốc độ của gì? Tốc độ của sorry, thầy bài. Rồi, thầy đính chính là cái này. Đính chính là cái này. Không, giải thích gì là sai, bạn biết tại sao sai không? Đối với bạn à. Tại vì sao? Mình hiểu nè, tất cả những thằng này á, nó đều phản ứng xảy ra hết luôn, hoàn toàn luôn, cho nên một hồi nhiệt nó cũng sẽ sinh ra thôi. Nhưng ở đây nó hỏi là cái tốc độ thôi, không phải, nó hỏi là cái nhiệt sinh ra là thằng nào sinh ra là cao nhất, thì mình không, mình so sánh gì là không được bạn. Tại vì trong cùng một cái lượng này thì phải so sánh như thế này mới được nè. Rồi thì đến chính lại nha, ta có nè, hiểu nha. Tức là tính nha, tính kim loại mới đúng. Tính kim loại tính tính kim loại á nha, thứ tự tính kim loại là nhớ không? Khi nào may áo giáp sắt đó, nhớ nhớ xin phép hỏi cửa hàng Á Phi Âu đó nha, là MG nè, giáp nó đứng trước cái gì? Sắt, được chưa? Tức là ở đây mình phải dùng cái này là mình phải hiểu là nó liên quan tới này nè. Rồi tính kim loại của MG nó mạnh hơn FE, ZN nó mạnh hơn FE, hình dung được ha? Đó, cho nên tức là cái tính kim loại càng mạnh á, mình hình dung được không, thì cái nhiệt nó tỏa ra càng cao, được chưa? Suy ra để chúng ta nói nè, ta phải có lập luận như nè, cùng một lượng chất nha, kim loại và một lượng chất muối, dung dịch muối ha, với tỷ lệ mol như nhau thì tính kim loại càng mạnh thì nhiệt độ phản ứng càng cao. Nhớ này nha. Đấy.
Cho nên cái tính kim loại của thằng này càng mạnh. Cái chương trình chuyên nó sẽ không học những cái chương trình, mình hiểu chuyên là nó sẽ học ngoài sách giáo khoa, mấy bạn hiểu ha. Cái này là trong sách bạn tìm không có ra đâu. Thì tính kim loại của mấy này lớn hơn nè. Khi bạn giải đề học sinh giỏi thì bạn sẽ gặp, còn mấy còn đa phần là giải đề học kỳ là không có xuất hiện, được chưa? Rồi chỉ có trường chuyên nó cho cái lớp chuyên khóa mới có thôi. Thì mình hiểu ha, vì cái nhiệt độ đúng không? Đấy, tức là tính kim loại mà càng mạnh thì nhiệt độ nó càng cao, cho nên khi ra cái nhiệt độ của Mg lớn hơn nhiệt độ ha, nhiệt độ của Mg tỏ ra đó nha, nhiệt độ bình đó lớn hơn nhiệt độ của Z, lớn hơn nhiệt độ của gì? Lớn hơn nhiệt độ của Fe. Mà Mg chính là delta 1 đúng không? T1 lớn hơn ZN chính là delta T3 lớn hơn delta T2 là Fe. Đó, hay mình ghi ngược lại đúng không? Nó kêu mình sắp xếp là sau đây là đúng, mình sắp ngược lại, sắp cái câu D này nó ngược lại. À, mình hiểu không? Đó là mình chọn là D. Rồi, hình dung được không? Cái này khó nha, không dễ tí nào. Hiểu không? Rồi. Nè, 16 cũng có đáp án luôn cho bạn xem. Đây, 16 đây. Mã đề là 101 đúng không? 16 nè. D. Đấy. Trắc nghiệm thì chưa? Rồi, để cho bạn hiểu nha. Đấy. Đó, đề gốc của nó nè. Ta đi vào câu này ha. Số siêu hóa của n trong NH3 là trừ 3, nãy mình học này rồi nè. Còn n là cộng 5, quá dễ ha. Trừ 3 cộng 3 cộng 5, trừ 3 cộng 3 cộng 5 là đáp án B. Được chưa? 17 là B. Chua đó, không phải dễ ăn đâu nha bạn. Ráng cố gắng nha, đề chuyên. Nó ngang với lớp sinh giỏi đó. Rồi. Cho phản ứng ZN cộng H3 ZN3 cộng NO cộng nước ABC là hệ số nguyên tố dạng A cộng B, thì cái bài này phải cân bằng oxy quá khứ. Để sẽ làm nhanh tí xíu nha. Nói chung là thầy cũng không để ý cái đề này chuyên nữa. À. Rồi, nếu mà để ý đề chuyên là thầy sẽ dạy sớm cho mấy em tí. Thì mấy bạn sẽ cân bằng oxy quá khứ thôi. Đấy. Ở đây là 0 nha. Ở đây là cộng 1, đây là trừ 2, đây là cộng 5. Ở đây là cộng 2. Ở đây là trừ 2, đây là cộng 2. Các bạn sẽ dùng phương pháp là gì? Zn 0 lên cộng 2 là cộng 2m, đúng không? Đấy. Rồi, tiếp theo là n cộng 5 cho ra n cộng 2 thì lấy 5 trừ cho 2 là cộng cho 3m. Nha. Rồi, đây. Rồi, bây giờ mình khỏi chơi xanh đỏ vàng tím đi ha. Nó mất công thời gian quá. Cái đề này mình xanh đỏ vàng tím không biết chừng nào hết luôn á. Lỡ là làm luôn đi chứ sao giờ. Không lẽ là mình bỏ giữa chừng. Không. Để làm hết đề luôn nha bạn. 3 này nhân là cho 2. Đó, thì thầy sẽ lấy một ứng này nha. Làm nhanh nè, khỏi xanh đỏ vàng tím nha. Chúng em hiểu nè, ở đây 3 nhân ZN là 3, được chưa? Đấy. Rồi 3 nhân ZN là 3 là đóng băng hang này đó. Rồi, ở đây N có nhiều cái nhân bên này nè. 2 nhân này là 2, rồi đóng băng rồi đó. Thì điểm bên này nè, 3 nhân 2 là 6, này là 2 là 8, đây có 1 điền cho số 8. Rồi đây 8H, đây đặt là X, 2X bằng 8, X bằng 4. Rồi xong. Vậy nó kêu tìm A cộng B, là hai cái số đầu này cộng lại nè. Vậy là A cộng B nó bằng là 3 cộng 8 là bằng 11. Rồi mình chọn là C nha. Đó. Được chưa? Đó. Rồi, tiếp theo. Ta đi vào câu tất cả cái này nó hỏi là số phát biểu đúng đúng không? Rồi, có bao nhiêu phát biểu đúng? Nha. Các electron trên cùng một lớp, các electron trên cùng một lớp chứ không phải phân lớp nha, có năng lượng
như nhau. À, đúng hay sai? Các electron mà trên cùng một lớp là có năng lượng như nhau, là đúng hay sai? Trên cùng một phân lớp hay là một lớp? Mình học lý thuyết là trên cùng một phân lớp hay là một lớp? Một phân lớp, đúng không? Còn cái này là nó nói là một lớp. Mình sẽ coi lại lý thuyết mà không biết có hay không nữa. Đúng chưa các bạn? Thì mấy cái này nó nằm kiến thức là nâng cao đó, phải đọc kỹ lắm mình mới hiểu được ha. Học cái này thì mình sẽ phát triển được rất là nhiều luôn á. Nức năng lượng nha, đây nè, đấy, không nên. Các electron trên cùng một phân lớp mới được có mức năng lượng là bằng nhau, chứ không phải là một lớp, phân lớp mới được, thấy không? Đấy. Nó nói là các electron phân lớp còn một lớp là gần bằng nhau thôi nè. Các electron trên cùng một lớp có mức năng lượng là gần bằng nhau, chứ không có bằng nhau. Cho nên nó nói đây chữ một lớp là sai, phải là một phân lớp mới được. Đó. Vậy câu này là sai nha. Vì cái chữ lớp mình sẽ sửa lại là cái chữ là phân lớp. Đó. Rồi, đi vào câu 2. Độ âm điện của nguyên tử là đại lượng đặc trưng cho khả năng hút electron của nguyên tử của một nguyên tử hóa học khi tạo thành liên kết, đúng không? Đúng không? Rồi đó, mình sẽ coi độ âm điện nè. Nè, coi phần độ âm điện nha. Chu kỳ nói chung là nó hỏi là rất là chi tiết, đúng không? Độ âm điện nha mấy bạn, coi lại cái phần độ âm điện, kéo cái lý thuyết cũng 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 mệt nữa. Bạn biết nó nằm ở vị trí nào cái liên quan tới độ âm điện đó, trong cái so sánh đó, cái chung là để làm cho mấy bạn hiểu được đồ âm điện đó nha. Rồi bản chính cái này liên quan nè, đồ âm điện này. Độ âm điện của một nguyên tố của một nguyên tử ha, là đặc trưng cho khả năng hút electron của nguyên tử đó để hình thành liên kết. Đấy. Hút electron nè. Được chưa? Rồi, hay là đúng. Ba. Potassium chờ đâu ra là liên kết, là hợp chất cộng hóa trị là sai, đúng không? Và là sai. Vì sao? Vì potassium chloride tức là hợp chất gì? Chất cái gì? Liên kết gì không? Mình quá quen rồi ha. Rồi. Số 4. Được chưa? Rồi. Quá trình khử là quá trình oxy hóa, là quá trình chất oxy hóa nhận electron. Quá trình khử là gì? Quá trình khử là chất oxy hóa thì là gọi là quá trình khử. Mà chất oxy hóa, chất khử là nhường, còn chất oxy hóa là nhận electron, là quá trình chất oxy hóa nhận electron là đúng nha. Rồi, bốn là đúng. Nói chung là nó dễ mà, đúng không? Năm. Nhiệt tạo thành delta F là nhiệt tạo thành enthalpy chuẩn á của một chất, là biến thiên enthalpy của phản ứng tạo thành một mol chất đó từ các đơn chất ở dạng bền vững nhất ở một điều kiện xác định, đúng rồi đó, hiểu không? Cái này nhiệt tạo thành chuẩn thì mình đọc cái lý thuyết mình là đúng, câu năm là đúng nha. Rồi nói chung là nó cho hơi bị gớm đó bạn. Đó, bạn phải làm qua mấy cái đề này giống như đề học sinh giỏi vậy đó, phải không? Bạn không làm qua thì thua luôn đấy. À, nha. Ở đây là delta F đây được chưa? Đó. Enthalpy tạo thành điều kiện chuẩn gọi là enthalpy chuẩn hay nhiệt tạo thành chuẩn ký hiệu nè, là enthalpy tạo thành của một chất, nhiệt kèm theo phản ứng tạo thành một mol chất đó từ các đơn chất bền nhất đó, đúng không? Đó, đọc chất biến thiên enthalpy của phản ứng nha, tạo thành một mol chất đó từ các đơn chất bền nhất ở điều kiện xác định, hiểu không? Đấy, cái điều kiện xác định được chưa?
Rồi. Đúng với nha bạn. Nói vậy là đúng. Nó không có giống được đâu, nhưng mà bạn phải hiểu cái ý nghĩa của nó nè. NAP tạo hành, nhiệt tạo hành được ký hiệu là NF anh. Đó, cái này nó không có, để 298 luôn. Đó, là tức là tạo hành chuẩn nha, ký hiệu nè. Hai nhiệt tạo hành chuẩn đó, ở điều kiện chuẩn, điều kiện xác định, tức là mình hiểu là một cái điều kiện nào đó đã được xác định là điều kiện chuẩn đó. Chứ nó không nói ra là điều kiện chuẩn. Hiểu chưa? Mình phải hiểu điều kiện xác định, tức là một cái điều kiện đã được xác định rồi là điều kiện chuẩn đó. Nha. Còn này bạn không biết là thua rồi. Năm là đúng luôn nha. Vậy. Tức là mình phải hiểu nó đúng là khi cái điều kiện xác định ở đó, cái kia là một điều kiện là cũng được xác định rồi, chứ không phải là điều kiện không xác định, đúng không? Là bao nhiêu 1325 độ C thì cái, nó nói cái này là nó nói cái chung luôn cho mọi cái là đúng đó, hiểu không? Xác định ở một cái điều kiện nào đó nó không nói rõ ra cụ thể là nhiêu, nhưng mà mình phải hiểu là đúng. Còn khi mình không hiểu cũng không được đâu. À, được chưa? Vậy là đúng là mình sẽ gọi là 245 là đáp án C. Chưa? Yeah, 19 là C. Thì tiếp mình 19 cũng là C đúng không? Qua lại coi đúng không? 19. Rồi C đúng ha. Rồi. Chưa? Yeah. Để cho bạn biết đó. Rồi câu 20. Xếp phản ứng hóa học sau đây. Hai phản ứng. Được chưa? Là phản ứng 1, 2 thuộc loại phản ứng nào? Phản ứng 1 đúng không? Đây, này. Phản ứng 2 này. Vậy bạn biết phản ứng nào? Đúng không? Nó hỏi là oxy hóa. À, cái nó cho là oxy hóa, còn kia là khử nội phân tử. Còn cái kia là không oxy hóa gì đó. Nói chung là tự oxy hóa khử, rồi oxy hóa khử phân nhiệt. Cuối xuôi gì đó. Thì cái này dễ thôi. À, lần trước thầy có nói rồi, một cái phản ứng á, là đôi khi nó sẽ là phản ứng là tự oxy hóa khử. À, là cái này nó sẽ thuộc vô phản ứng tự oxy hóa khử, là sao một chất nó vừa là chất oxy hóa vừa là chất khử thì phản ứng nó gọi là tự oxy hóa khử. À, đó, làm cái này mình mới biết được nè, đó là không nè, hiểu không? Còn mình không làm qua mấy cái đề này tôi đố bằng biết được, nó cho và chỉ ngồi bằng chơi thôi, trong sách không có đâu mà là học. Nha, cho nên học ở nâng cao là như vậy đó. Tức là đây là trừ một đúng không? Mình tính ra k là cộng một đó, k cộng một, ô là trừ hai, đây là cộng năm. Đó là Cl vừa là chất oxy hóa, Cl2 ha, vừa là chất oxy hóa, vừa là chất khử. Cho nên cái phản ứng đó ta gọi là phản ứng tự oxy hóa khử. À, rồi, tương tự nè. N đây là cộng 5, cộng 4, đây thì là cộng 4 chứ. Trừ 2 là cộng 4, đúng không? À, còn ở đây nè. Nãy NO2 biết rồi đó. Còn này là cộng 3. Là nó giảm. Còn này là cộng 5. À, K cộng 1, này cộng 5. Hay không? À, nói chung là vậy ha. Thì lúc này ta sẽ là NO2. Vừa là chất oxy hóa, vừa là chất khử. Thì cái phản ứng như vậy đóng vai trò là hai thằng luôn, đặt kim hai nhiệm vụ luôn, thì phản ứng gọi là tự oxy hóa khử, tức là nó không cần thằng nào hết, cho có mình nó tự nó xảy ra vậy thôi nha. Vậy là 20 mình sẽ chọn án là D nha, tự oxy hóa khử, tức là tự một thằng sinh ra thôi, là đáp án D đó, chưa? Rồi có 21 à. Thấm không? Đâu là mấy cái đề này bạn học phải im không? Tôi nãy tôi không biết cái đề chuyên luôn mà. Rồi cho nhiệt, cho phương trình nhiệt hóa học như thế này, delta H âm, delta dương là phản ứng thu nhiệt. Phát biểu là sau đây về sự trao đổi năng lượng của phản ứng trên là đúng. Được chưa? Rồi, mình sẽ xét phản ứng nào đúng thì chắc chắn có 3 phản ứng là sai. Phản ứng giải phóng nhiệt 11,3 kJ khi 2 mol HI được tạo thành sai, A là sai nha. Cái chữ giải phóng mình sửa thành cái chữ gì? Cái chữ giải phóng là không phải. Được chưa? Phản ứng này không phải là phản ứng giải phóng nhiệt, phản ứng này là hấp thụ. À. Tại vì đây là delta H dương mà, âm mới là. À. Rồi, B phản ứng xảy ra với tốc độ chậm mình sẽ sai, đúng không? B. B là sai vì phản ứng tỏa nhiệt. Là phản ứng thu nhiệt. Đúng không? Câu 21 nó hỏi là cái câu nào sau đây là đúng, đúng không? Rồi bây giờ nó hỏi là sao? Phản ứng xảy ra
với tốc độ là chậm. Phản ứng delta H dương là phản ứng thu nhiệt. Nó dễ xảy ra hơn thôi chứ không phải là chậm nha các bạn. Cái này cái phản ứng tỏa nhiệt hay thu nhiệt thì cái phản ứng tỏa nhiệt nó dễ xảy ra hơn phản ứng thu nhiệt thôi. Còn cái tốc độ phản ứng á, nó sẽ không phụ thuộc vào cái gì? Không phụ thuộc vào cái thu nhiệt hay tỏa nhiệt. Cho nên cái này mình phải giải thích gì nè? Sai là vì cái phản ứng nha, vì cái tốc độ á không phụ thuộc, vì cái tốc độ phản ứng đúng không, nó không phụ thuộc vào gì à, nó tức là nó chỉ phụ thuộc vào cái gì đây, cái nhiệt độ phản ứng thôi, chứ nó không phụ thuộc vào phản ứng xảy ra ở tốc độ chậm, vì tốc độ phản ứng không phụ thuộc vào thu nhiệt hay tỏa nhiệt ha. Còn cái kia là tỏa nhiệt là dễ xảy ra hơn thôi, chứ dễ xảy ra, còn cái kia khó xảy ra hơn, nhưng nó xảy ra thì cái tốc độ nó giữ nhau thôi. Cho nên mấy bạn hiểu một vấn đề là như vậy nha, chứ xảy ra chậm hay nhanh là nó không phụ thuộc vào nha. Đấy. Được chưa? Rồi. Người ta không có định nghĩa, bởi vì cái sự phụ thuộc của tốc độ phản ứng nó không có dính vô cái sự thu nhiệt hay tỏa nhiệt, nó chỉ dính tới gì nè, nồng độ nè, áp suất nè, diện tích tiếp xúc nè, rồi phụ thuộc vào nhiệt độ nè, rồi phụ thuộc vào chất xúc tác, chứ nó đâu có liên quan gì tới thu hay tỏa nhiệt, được chưa? Tại vì tốc độ phản ứng không phụ thuộc vào cái sự thu nhiệt hay tỏa nhiệt. Đó. Phải hiểu cho rõ nha. Nói chung là khó đấy. Rồi, năng lượng chứa trong H2 đó, và Y2 cao hơn HI. Mình hiểu là cái năng lượng HI của mình là mình hiểu không? Tức là mình năng lượng là cái delta F của nó đó. Được chưa? Thì cái này nó dương đúng không? Mình lấy sản phẩm trừ ban đầu, là ban đầu là đơn chắc là bằng không, thì cái này nó dương, nó dương này bằng không, thì cái năng lượng HI nó phải cao hơn chứ không phải là thằng kia cao hơn nha. Cho nên câu C này cũng sai luôn, mình sửa cái sự cao hơn thành được chữ thấp hơn. Thầy khỏi chứng minh cho lâu nha bạn, bạn hiểu không? Tức là bạn lấy sản phẩm trừ cho ban đầu, mà ban đầu là không, mặc định là đơn chắc là enthalpy chuẩn là bằng không, còn DNI này mình sẽ lấy cái sản phẩm trường này, mà sản phẩm trường này là số dương thì này sẽ ra số dương, hai này số dương thì này sẽ chia hai, nó cũng là dương ha, tức là 11,3 chia hai vẫn là dương 5 phẩy mấy đó, hiểu chưa? Cho nên chữ cao bằng sửa thành chữ thấp. Rồi câu D, tổng nhiệt phá vỡ liên kết của phản ứng lớn hơn nhiệt tỏa ra khi tạo thành sản phẩm. Sao đây là đúng hay sao? Đúng, nhưng mà mình hiểu sao là đúng. Tổng nhiệt nha, phá vỡ các chất phản ứng lớn hơn nhiệt tỏa ra khi tạo thành sản phẩm. À. Tổng nhiệt phá vỡ các chất phản ứng lớn hơn nhiệt tỏa ra khi tạo thành sản phẩm là đúng. Vì sao? Vì phản ứng này là phản ứng thu nhiệt. Nha. Đó, phản ứng thu nhiệt tức là nó, tức là mình sẽ sao, ban đầu mình sẽ cung cấp nhiệt cho nó xảy ra đúng không, đó để mình phải cung cấp nhiệt cho nó thì nó mới xảy ra phản ứng, là nó trong quá trình đó nó phải phá vỡ cái phản ứng, phá vỡ các liên kết nó ra thì nó mới xảy ra phản ứng được, tức là nó sẽ này giống như là tách thành nguyên tử đó, thì mình cung cấp nhiệt cho nó đúng không. Nhưng mà khi tạo thành sản phẩm rồi thì cái hàng này nè nha, đó, tức là cái nhiệt độ ở bên ngoài của nó đó nha, nó sẽ giảm đi, tức là nó không tăng lên mà nó lại giảm lại nữa. Tức là mình hiểu là mình đang thực hiện đang 100 độ đi, cung cấp 100 độ, nhưng mà khi tạo ra sản phẩm cái nhiệt nó tỏa ra không tới 100 độ, 70 độ, nó làm giảm lại, thì cái này là đúng ha. Đó, vì phản ứng thu nhiệt đó, cho nên nó có cái tính chất như vậy, có tính chất chơi vậy thôi nha. Còn tỏa nhiệt thì ngược lại, hiểu chưa? Đó, thì cái phản ứng phá vỡ đó là nó sẽ nhỏ hơn nha, nhớ cho kỹ nha. Nếu mà phản ứng đây là delta âm thì tổng số nhiệt phá vỡ liên kết phản ứng nhỏ hơn, tức là sao, ví dụ bây giờ mình lấy một cái cây diêm đó, mình đốt một cái ngọn lửa nhỏ là trong một đống rơm, mới đầu mình cung cấp cho nó có chút xíu nhiệt, hồi nó thấy đống rơm nó cháy lên, bạn thấy nhiệt nó cao hơn rất là nhiều không đó. Cho nên nhiệt của sản phẩm nó sẽ cao hơn cái ban đầu mình tạo, mình cung cấp cho nó, đồng đồng ý không? Đấy, đúng không? Giống như bạn lấy nguyên cái bếp ga, bạn đốt cái nồi cơm
họ bằng giờ vô cái cơm bằng đâu phỏng tay đâu, thử bằng giờ vô cái bếp ga còn phỏng tay không đó, phỏng liền đúng không, nói chung vậy cho nó dễ hiểu đi. Chứ còn mấy bạn để nhớ lý thuyết thì bạn sẽ rất là khó hiểu. Rồi mình sẽ dùng cái lập luận thực tế dễ hiểu hơn, hiểu ha, đó là chúng ta sẽ hoàn thành được cái câu này chưa. Rồi chúng ta cố gắng đi vào phần tự luận cho nó xong cái đề này luôn, đề chuyên nha. À, tôi cũng chưa, nếu mà tôi biết là tôi để sau làm chứ đâu có để đầu để làm đề chuyên liền bây giờ, tôi để giai đoạn mà là sau này để là mấy bạn làm, có thể là những cái đề này nó sẽ vượt qua cái chương trình của mình học luôn á. Đấy, lập phương trình hóa học phẩm siêu quá khứ bằng phương pháp thăng bằng electron chỉ rõ. Một cái này thì dễ rồi, khó nha. Rồi cái này thì sẽ làm nhanh các em được nè. Đây là cộng 3, còn H cộng 1 đó, CL là trừ 1 đó, còn H là cộng 1 thì này là trừ 2, còn CL trừ 1 thì này là cộng 2, còn S đơn chất là 0. Rồi Fe cho ra Fe cộng 2 là số lượng Fe bằng 3 trừ 1 là 3 trừ 2 là 1 E. Đó, hiểu ha, sáng mà học cho giỏi lên thì thầy cũng sẽ giải mấy đề thi xin giỏi hết cho mấy em, để mấy em tăng cường cái nội công mấy em lên. S cũng bằng nhau luôn, 2 trừ 2 với 0 nào lớn hơn, thằng 0 lớn hơn 0 trừ cho trừ 2 là thằng 2 nha. Đó, đây là trừ 2 nè, đây này là 0 nè. Rồi đó, mình sẽ nhân chéo đúng không, tại tôi giải cái đề lý hồi nãy là thấy nó hay quá cái tôi lấy đề pháp cho dễ luôn, mà không đề đề hóa nó cũng nó kinh khủng hơn đề lý nhiều nha. Đề lý bằng thế này cũng rất là khó đúng không, không dễ ăn đâu. Đấy rồi vậy ở đây bạn sẽ cân bằng ở đây thì bằng nhân này, hai nhân này nó khỏi xanh đỏ dần tím đi ha, cho nó nhanh nha bạn. Hai nhân vô hai nhân này rồi bằng rồi đó, đóng băng hai này lại được không. Bây giờ S bên này nó có một, đây có một nhân luôn bình thường, một nhân một là một rồi, một một đóng băng luôn rồi đó. Rồi bây giờ bạn sẽ điếm cái hero thôi, hero sắt lo trước. Ê, xin lỗi cái này để coi coi, Fe đúng không, Fe cộng 2 là cộng 1 đúng rồi, đây là trừ 2, ở đây là 0 giảm 2 đúng rồi, nhân 2 lên nhân 2 rồi, sau đó bằng căn bằng clo trước, không cân bằng clo là điểm hero là lên đường luôn nha. Đây là 6 nè, ở đây mình đặt là chỉ x đúng không, 6 6 bằng x thì x bằng 6 rồi, sau đó mới hero nha, đặt đây là chỉ x nè, là 2x bằng 6 hh hero ha, hero tần thì x bằng 3 đúng không, được chưa, đấy cái là bằng 3 đó, là chúng ta hoàn thành câu này nha. Anh xin lỗi còn phần test nữa chứ, cái S cuối cùng đơn chất là cuối cùng đúng không, nhưng mà đâu phải, đâu phải. Tập trung lại nha, hãy bình tĩnh, hai nhân cái me là làm lại từ đầu này, hai nhân cái me rồi hai đó đúng không, rồi hai nhân này hai bằng cái me chưa, ok rồi tới S đúng không, S nha, rồi mình nhân nào, một nhân S là này đóng băng rồi đó, tức là tôi cho này màu xanh đi để ăn hồi đó không có cái màu cũng vậy khó chịu đúng không, một nhân này là một, tôi cho này là màu màu đỏ đi, à, một nhân này là một để ăn hồi tránh nhầm lẫn, rồi là không có đụng chạm gì được nữa trơn rồi đó. Được chưa, rồi bắt đầu mình sẽ cần calo trước hero sau nè, đây là x nha, đây là 6 calo, đây là 4 calo, nãy tôi đếm thiếu này, vậy đây là x gì thấy không, 6 bằng 4 còn x, x thì bằng 2 à, một tiếng không, rồi tự động hero bằng luôn đó, xong đúng không, rồi ổng cái là xa hết đúng không, hãy cẩn thận rồi tự nhiên cái câu này nó kêu xét phản ứng à, tôi chưa biết nó muốn cái gì, để coi hỏi cái câu hỏi coi, chúng ta tôi bị nhầm rồi, đánh máy thiếu rồi. À câu hai này nó chung bạn ơi, tôi ghi lộn đó bạn nha, tức là ở đây mình tính chung luôn, cái này tự nhiên tôi tách ra xét phản ứng tốc độ của phản ứng viết như sau. Cái này tôi ghi nhầm sao kiểu ghi chỉ trời, chắc là bị đánh máy nhanh quá tôi bị loạn nha, tức là bạn hiểu không, đây nè xét phản ứng này đúng không, ok ha, rồi tốc độ của phản ứng được viết như sau,
Rồi, ok, K nhân đúng rồi ha. Rồi, thực hiện rồi, ok, thì sửa lại này nha. Do thầy đánh máy ẩu quá. Rồi, có hai câu thôi. Rồi, đồng ý chưa? Để góp cho bạn coi luôn á. Rồi, đề này khá là hay, khá là khó. Đề này bình thường là chỉ không nổi đâu, không dễ đâu nha. Đấy. Chuyên mà. Đó. Rồi, xét các phần như sau. Rồi, bạn nhìn vô cái này ha. Rồi, sẽ là hai cộng gì nó cho ra đó đó. Tức là A, B, C, D, E gì đi ha. Tốc độ phản ứng là cái hiệu K này nhân cái nồng độ này là có mũ 2 nè. Tức là X là mũ 2 đó. Nào H nè, là mũ 2, Y là mũ 2. Rồi, thực hiện phản ứng với nồng độ chất ban đầu khác nhau, đo tốc độ phản ứng thu được cái kết quả như sau. Tức là nó sẽ xét 3 giai đoạn nè. Được chưa? Tức là khi cái nồng độ ban đầu CL2 nè, 0,01. Thì nồng độ H là như đây, thì cái tốc độ nó như đây. Nó cho mình đây là ba phương trình. Nó kêu mình tìm XY đúng không? Hãy tính XY trong biểu thức của tốc độ phản ứng. À, tính XY trong biểu thức của tốc độ phản ứng. Tức là sao? Tốc độ của phản ứng này XY trong biểu thức của tốc độ phản ứng. Tại sao ở đây? Đúng không? Nó có số 2. Đúng không? Tốc độ phản ứng là sao? Nó viết gì như thế này? Mà trong cái lý thuyết của mình học. Đây. Nha. Cái lý thuyết của mình học. Hãy coi lại nha. Đó. Cái lý thuyết của mình học là gì nè? Xét phản ứng gì? Đúng không? Đó. Là nó cho A, B, cái này là A, đây là B. Đúng chưa? Đấy. Hiểu này ha. Đấy. Nhưng mà tại sao cái đề ở đây? Cái đề ở đây là nó cho số 2, số 2. Đúng chưa? Đó, nó cho đây là số 2 với số 2 nè. Tức là mình cân bằng thử coi đúng không nha. 2CL nè, bằng nhau. Đúng bằng A là A bằng hiểu không? Rồi H là 2H bằng O nè 4O 6O 2O 4O 5O 6O à, nhưng mà tại sao ở chỗ này sao không để số 2 sao không để số 2 đúng không à, sao không để số 2 mà là để chữ X chữ Y có bạn hỏi gì đúng chưa sao không để số 2 mà để chữ X chữ Y thì mấy bạn bị sai lầm một cái là gì nè ở đây là K là cái hằng số tốc độ phản ứng là mình hiểu là nó giống như cái kia đúng không bình thường nhưng ở đây là cái nồng độ A này á là mình đang xét ở một cái vị trí nào đó thôi nhưng mà cái chỗ trường hợp này nó thay đổi lung tung tức là khi mà mình tăng cái nồng độ lên thì cái mũ lý thừa này nó cũng thay đổi theo tức là người ta đưa về cái khác ấy, đúng không giống như nãy đó tăng lên 2 ví dụ là tăng lên 3 cái ban đầu thì bạn hiểu không thì nó đâu phải là nó sẽ trở thành một cái nồng độ mới cho nên cái này mình đặt một cái nồng độ mới là mũ 2 hiểu không chứ không phải là ở đây là mình xem như là có một ít là nó biến thiên như thế nào đó thì ít này nó sẽ thay đổi theo hiểu không chứ không phải là 2 nha à, nhiều khi không hiểu tức là nhiều bạn không hiểu sao kỳ vậy tức là đúng ra để cái mũ A mới đúng đúng không nhưng mà khi cái nồng độ mình nó thay đổi cái con quá trình phản ứng mình nồng độ nó sẽ giảm đi dần dần hoặc là tăng lên ví dụ gì ha thì chắc chắn nồng độ sẽ giảm rồi thì cái nồng độ này giảm nhưng mà công thức này nó vẫn không thay đổi nhưng mà nó tức là tôi vẫn lấy nồng độ ban đầu được chưa nhưng mà tôi sẽ thay đổi thành cái lý thừa này khác có bạn hỏi làm sao mà thay đổi được như vậy ở dưới đây nó thay đổi rồi chứ sao chưa thay đổi thì cái này thực chất là phương trình logarit mình vẫn giải ra được là nó dùng cho kiến thức của cấp 3 à, tức là cái kiến thức của lớp 12 mình mới biết được mình hình dung được không đấy kiến thức của lớp 12 mình mới biết được thế còn bây giờ là mình không hiểu tại sao mà đây nó dùng AB là tự nhiên dưới nó thành là XY thì khi nồng độ nó thay đổi trong theo thời gian nồng độ nó sẽ giảm đi thì trong biểu thức mình đã giảm đấy, nhưng mà người ta sẽ cố định cái hằng số này nó không giảm thì cái lý thừa nó sẽ giảm đi thay vì ở dưới nó giảm đúng không thì ở trên nó cố định nhưng mà bây giờ người ta không thích người ta thích ở dưới cố định thì ở trên nó sẽ thay đổi đó
để cho bạn hiểu, chứ nhiều khi bạn hiểu sao bước này sao sách nó ghi số 2 xong mà sao tự nhiên đi xi đó, giờ thầy sẽ cho em hiểu đó, còn em không hiểu là thua à. Hình dung được ha? Đó, tức là khi mình phải hiểu vậy thì mình xét cái trường hợp một nè, được chưa? Đó, tức là ta có nha, ứng với các cái giá trị đó, tức là ứng với đầu tiên nè, cái tốc độ phản ứng là V1 á, là 2 nhân 10 mũ trừ 4 á. Được chưa? Cái K là hằng số không thay đổi, được chưa? Đó, thì cái đầu tiên nè, cái nồng độ là 0,01 nè, thì là mũ mũ ít nha, tức là mình hiểu là 0,01 mũ ít. À, còn cái kia thì đầu NH cũng là 0,01 nhưng mà là mũ y, chứ không có dùng cái công thức kia được nha. À, mình đặt đây là số 1. Bài này lập tỷ lệ mới ra. Đó. Mình sao mà biết được thì làm gì biết chứ sao giờ. V2 nè bằng K 0,002 đúng không? Tức là cái nồng độ lúc này là 0,0 nó tăng lên. À, không phải là mình hiểu là từ nó tăng lên đi. À, nó cho là nồng độ tăng lên, thí dụ nó thả C2O2 CLO2 vô. À, nhưng mà cái nồng độ H nó vẫn cho như cũ, hiểu không? Đấy. Vẫn là 0,01 đấy không? Đó, nhưng mà V2 tức là 8 nhân 10 mũ trừ 4 đó. Này. Tức là mình hiểu sao? Tức là không phải là cái phản ứng này là nó xảy ra tăng theo thời gian, nói gì là sai. Hiểu không? Tức là khi nó thả cái nồng độ này vô, thả nồng độ này vô theo hai nồng độ này thì nó thấy được cái tốc độ nó xảy ra gì. Khi nó thả nồng độ này vô không phải 2m, này không phải 1 thì tốc độ gì? Nó thả này nồng độ như này, nồng độ thì tốc độ như này nè, chứ không phải là phản ứng nó theo thời gian như các bạn, để phân biệt cho rõ cái đó. À, thầy nói gì cho hiểu ha, là V3 cho bằng là K nhân 0,01 á mũ x nhân 0,02 mũ y, đó là cái này là 3 đúng không? Thì bây giờ để mình tìm được SI cái bài này, nó kêu mình chủ yếu là tìm ra SI đúng không, thì cái bài này mình phải lập tỷ lệ. À, tức là mình lấy 1 chia cho 2 để mình khử cái K trước. Ủa sao biết chia mấy này, biết làm biết quen à. Ví dụ mình có hai cái thì mình chia, giờ có ba cái mình cũng chia nè, là V1 chia cho V2 à, nó bằng là K nhân 0,01 mũ x 0,01 mũ y, K nhân 0,02 mũ x 0,01 mũ y. Đó, thì mình sẽ rút gọn chữ K đi, nó còn là 0,01 chia 0,02 mũ x, hiểu này không? Đấy. Cái này là dùng toán học nha, cái này không phải đơn giản đâu như bạn, khó đấy. À, 0,01 chia 0,01 mũ y. Đó. Thì lần này 0,01 chia 0,2 là 1 phần 2 mũ x. Rồi, 0,01 chia 0,01 là 1 mũ y, 1 mũ gì cũng bằng 1, bỏ luôn 1 phần 2 mũ x. Đúng không? Rồi mình phải suy ra nè. 1 phần 2 mũ x ghi ngược lại kia đúng không? Là V1, V1 của mình là 2 nhân 10 mũ trừ 4. Rồi 8, V2 là 8 nhân 10 mũ trừ 4. Đó, mình đơn giản 10 mũ trừ 4, còn lại 2 phần 8 là 1 phần 4. Còn 1 phần 4 là bằng 1 phần 2 mũ x. Đây thì mình giải phương trình lớp 6 biết nha. Là 1 phần 2 mũ 2. Vậy x sẽ bằng 2. Hiểu không? Đấy. Rồi tiếp theo. À, ta có. Hiểu không? Là ở đây chúng ta lấy 1 chia cho 3. Hay là 2 chia cho 3. Tùy mình thôi. 1 chia cho 3 đi. Tức là mình ghi là từ 1 và 3 đi. Bạn đã nào đúng chưa? 2 chia 3 cũng ra được, mà 1 chia 3 cũng ra được luôn. 1 chia 3 ha. À, tức là V1 tức là V3. Đó là K nhân 0,01 mũ x. À, nhân 0,01 mũ y. K nhân 0,01 mũ x. 0,01 mũ y. À, K là giải 0,01 thì 0,01 hay đó đơn giản bằng 1 cũng được luôn, cho nhanh bạn ơi, để tôi làm gì hơi lâu. Hai cái chữ 0,01 mũ y này giống nhau, bỏ luôn. Nha. Rồi gì là nhanh nhất này? Thầy làm gì nó hơi phức tạp. Rồi, hiểu không? Thì đây mình đơn giản chữ K 0,01 mũ y thì còn lại là ủa, đây 0,02 chứ. Hiểu không? À, mũ chứ mũ biết công thức rồi đúng không? Đấy, 0,01 mũ y chia 0,02 mũ y là đó là bằng 1 phần 2 mũ y. Hiểu không? À, nó mình suy ra 1 phần 2 mũ y là lấy V1 là nhiêu? 2 nhân 10 mũ trừ 4, còn kia là 4 nhân 10 mũ trừ 4 là bằng 1 phần 2. 1 phần 2 tức là 1 phần 2 mũ 1. Đó, mình sẽ suy ra y nó bằng là 1. Rồi xong nha. Đó, vậy x bằng 2, y bằng 1.
Rồi là hoàn thành cái đề này ha. Rồi, đó, kiểm tra lại đáp án cái nha.